Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, từ lâu chúng ta đã nói cuộc chiến tranh diễn ra ở Syria. Đây là một cái cuộc chiến tranh căng thẳng mà có lúc Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một vài cái quyết định táo bạo. Tuy nhiên, tất cả các sự việc đều trôi qua. Đến ngày hôm nay thì vị thế của Tổng thống Syria đã coi như là được bảo đảm toàn phần. Có một điều là sự hiện diện của quân đội Nga Sô ở tại Syria đã đến một cái lúc mà có thể nói rằng Nga Sô cũng không thể gánh vác nổi cái cuộc gọi là tham chiến ở tại Syria. Và hôm qua, Tổng thống Putin đã có mặt ở tại một cái căn cứ quân đội của Nga Sô đóng ở tại Syria. Và điều ông tuyên bố là gì, thưa anh Tuấn? Thưa quý vị, lời của Tổng thống Putin cho biết rằng Nga sẽ rút quân, thưa quý vị, khán thính giả. Theo tin tức cho biết rằng ông đã ra lệnh cho rút một phần trong những lực lượng quân đội ra khỏi Syria và bắt đầu rút hết toàn bộ những lực lượng quân đội của Nga ở ngay tại Syria này trong những thời gian sắp tới. Vâng, kính thưa quý vị, đó là sự kiện của Nga Show trở lại Washington DC, thì đến bây giờ lại là một sự kiện sách nhiễu tình dục. Wow, đến bây giờ thì có thể nói rằng là những người phụ nữ im lặng ngày hôm nay không còn im lặng nữa. Yeah. Và đến một trong những sự kiện làm chấn động ở tất cả những giới lãnh đạo tại Washington DC, kính thưa quý vị, đó là hai vị thượng nghị sĩ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump. Họ đưa ra những cái lý do rằng: quý vị có thấy ông thượng nghị sĩ của chúng tôi không? Đó là ông Al Franken. Ông Al Franken là một trong những người đáng hận diện vì ông đã có những sai lầm và ông nhận được giá trị của sự sai lầm và ở đứng ra đã tuyên bố từ chức trong một vài tuần lễ tới đây. Thế thì tại sao Tổng thống Donald Trump không có từ chức? Đó là hỏi ông Tổng thống Donald Trump. Thế vì sao họ phải gọi Tổng thống Donald Trump từ chức vậy? Bởi vì Tổng thống Donald Trump trước đây hay thậm chí là bây giờ cũng đã liên quan tới 17 những cáo buộc về quấy rối tình dục của phụ nữ với những người phụ nữ khác nhau. Và đó là lý do với sự dẫn đầu của ông Bernie Sanders cùng với các thượng nghị sĩ Jeb Merkley và cũng như thượng nghị sĩ Cory Booker ngay tại New Jersey. Người ta nói rằng hãy nhìn gương của ông thượng nghị sĩ Al Franken. Mà chúng tôi đặt một câu hỏi đối với ông Tổng thống Donald Trump là liệu ông có suy nghĩ về ông có nên từ chức hay không? Wow, mà nhưng mà khi nào người ta buộc tội có điều với cương vị một vị tổng thống không nhẽ là bị cứ ai tố ra là từ chức sao? À, vì ông phải làm sao có quốc hội, và cái điều quan trọng nhất là liệu quốc hội có buộc tội để gọi là đàn hịch tổng thống Donald Trump hay là không. Cái lúc đó mới đi đến một cái vấn đề. Nhưng mà nếu một ngày nào đó có những cái sự kiện nó rõ ràng quá, như là cái vấn đề gọi là Excess Hollywood, yeah, là cả một trong những sự kiện. Cái sự kiện Excess Hollywood nó lại diễn ra như thế nào nè, thưa anh Tuấn? Thưa quý vị, chương trình Excess Hollywood với sự dẫn dắt chương trình của Billy Bush ở ngay tại locker room, tức là một trong một cái phòng kín, thì lúc đó quên tắt cái microphone thì người camera ở bên ngoài vẫn bấm máy và họ đã nghe được cái câu chuyện, và cuốn băng ghi âm đó đã rò rỉ cái câu chuyện mà ông Tổng thống Trump nói với người xứng ngôn viên này. Ông Tổng thống nói: biết không, khi mà chúng ta có quyền, khi chúng ta có tiền thì chúng ta làm gì cũng được, thậm chí đụng chạm hay rờ mó vào chỗ kín của bất kỳ một người phụ nữ nào cũng bình thường. Wow, đây là một cái sự kiện đâm ra lại kẹt cho Tổng thống quá chừng ha. Chúng ta xem những cái sự kiện này như thế nào. Và có thể nói rằng sự kiện xâm hại tình dục và cưỡng ép tình dục là một trong những cái sự kiện mà có thể nói một đề tài rất lớn hiện nay trên chiến trường Hoa Kỳ. Trở lại một sự kiện có thể nói cũng không kém phần hấp dẫn và làm cho người ta chiếu cố nhiều nhất, đặc biệt nhất là anh Hoàng Trọng Thùy, kính thưa quý vị, đó là đồng Bitcoin. Wow, cái giá trị, và đến ngày thứ 6 liên tục giá trị của đồng Bitcoin vẫn tiếp tục gia tăng. Các hacker, người ta nói đến một trong những cái sự kiện có thể nói hơi làm chấn động dư luận, tất cả những cái chấn động những cái giới mà tham gia, kính thưa quý vị, đó là vấn đề Bắc Triều Tiên đang lợi dụng việc trao đổi nhằm thu lợi nhuận tài chính. Các biện pháp trừng phạt đối với chế độ của Kim Jong-un đe dọa sẽ cản trở phát triển kinh tế. Giá trị của Bitcoin đã tăng vọt trong năm nay, đặc biệt là trong tuần trước khi đồng tiền kỹ thuật số này đã bay lên tới một cái mức độ gọi là tuyệt vời nhất, 19.612 đồng, và sau đây còn lại ở khoảng 17.000 đồng.
Kính thưa quý vị, có thể nói là giá cả tăng không khí hấp dẫn của các nhà đầu tư, nhưng đối với các hacker của tất cả các vương quốc Hermes, Ashley Sen, các nhà nghiên cứu bảo mật độc lập đã nói với Sky News như vậy. Kính thưa quý vị, chúng tôi cho rằng một trong những lý do tại sao Bitcoin bị tấn công là do giá cả tăng lên, và chúng tôi nghĩ hợp lý là tin tặc có thể dễ dàng đạt được con số được hơn con số đồng tiền thể thao. Vì vậy tôi nghĩ nó hợp lý, đó là một trong những cái tin của cơ quan thông tấn Sky News đưa ra, thưa anh Tuấn. Và thưa quý vị, khi mà đồng Bitcoin tăng lên, điều đó đồng nghĩa với việc có phải chăng các cơ quan truyền thông trong thời gian sắp tới vẫn sẽ thêm vào cái mục gọi là cổ phiếu hay là cái sàn chứng khoán của Bitcoin trong tương lai, trong những cái phần tin tức? Bởi vì một số những cái sàn giao dịch điện tử ở trên thế giới, họ là sàn giao dịch chứng khoán, đã chấp nhận đưa Bitcoin vào trong giao dịch cũng như là để chơi giống như chúng ta chơi stock vậy đó, thưa quý vị. Tuy nhiên một lần nữa vẫn có nhận được những cái ý kiến trái chiều bởi những nhà đầu tư ở ngay tại Wall Street. Một số lại cho rằng đây chỉ là một cái bong bóng bùng nổ, một cái bubble về cái tình trạng Bitcoin mà thôi, bởi vì tăng liên tục. Quý vị tưởng tượng nói chỉ trong vòng một năm này thôi, nó tăng liên tục cả hơn mười mấy lần. Trong cùng lúc đó thì nhiều người ta cũng cảnh báo rằng cái Bitcoin là thực sự ra là một cái gọi là một cái thao túng của thị trường, thưa quý vị. Bởi vì họ nói hơn 50% Bitcoin trên toàn thế giới được nắm giữ bởi những cá voi, tức là những người nắm một lượng lớn Bitcoin và họ có khả năng điều động và chỉnh cái giá của Bitcoin trên thị trường. Hôm kia thì tôi có trường hợp nói chuyện với một người, họ đã đầu tư vào Bitcoin và họ bán đi rồi. Một trong những thanh niên, họ làm việc, anh ta làm việc rất chăm chỉ và có thể nói cái hiểu biết của anh ta cũng làm cho tôi hơi kính trọng. Và anh ta nói chuyện về vấn đề Bitcoin một cách rất là dễ dàng cho tôi hiểu được một phần nào về Bitcoin. Anh nói khởi đầu đi, Bitcoin là một trong những người phần lớn họ đánh poker. Họ đi khắp nơi trên thế giới đánh poker, thì họ khỏi phải đem tiền mặt đi, họ đầu tư mua một vài Bitcoin như vậy để dành đó. Khi nào họ đi, họ muốn đến Macau họ chơi thì họ đổi ra cũng được. Nhưng mà càng ngày cho thấy cái giá trị của đồng Bitcoin nó lên, thì người ta sợ như là một cái bong bóng sẽ bị nổ. Tại cái vấn đề này, ai là người control thuế cái này, ai là người kiểm soát tiền thuế này? Vì cái này là chỉ có là giao dịch giữa hai người, agreement hai người với nhau mà thôi. Thành đây là một trong những sự kiện mà chúng tôi hy vọng có điều kiện, chúng tôi sẽ gặp một vài chuyên gia về tài chính, rồi quý vị cũng có cơ hội để chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt về Bitcoin. Thì cái điều đây là một trong những sự kiện mà rất nhiều người có thể nói quan tâm đến rất nhiều. Trở lại vấn đề Bitcoin, như chúng tôi vừa nói với vấn đề Bắc Triều Tiên, thì Bắc Triều Tiên đã phải đối mặt, hiện nay thì Bắc Triều Tiên đã phải đối mặt với tất cả các lệnh trừng phạt nghiêm khắc kể từ khi cuộc thử hạt nhân của họ vào tháng 9. Điều mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên sau khi quốc gia này đã thử nghiệm hạt nhân. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới vào cuối tháng 10 và một trong số lượng lớn các công ty vận tải Bắc Hàn và công ty thương mại của Trung Quốc. Điều liệt danh sách Bắc Hàn vào một trong những cái danh sách quốc gia hỗ trợ khủng bố là một trong những sự kiện đã đưa đến vấn đề Hàn Quốc. Tự nhiên là Nam Hàn đã công bố vào ngày Chủ nhật 20 tổ chức Bắc Triều Tiên và 12 cá nhân sẽ bị đưa vào danh sách cấm vận của họ. Đó là phản ứng trước sự ra mắt của ICBM của ông Kim, tuy nhiên là hỏa liên liên lục địa của ông Kim. Công ty Uninfi là một cuộc tiết lộ trong một cái bản báo cáo hồi tháng 9 rằng tin tặc liên quan đến Triều Tiên đánh cắp Bitcoin từ ít nhất 3 giao dịch bí mật của Nam Triều Tiên kể từ tháng 5 năm 2017. Nghĩa là chỗ nào mà có tiền có rộn ràng là anh Bắc Hàn này sắp sửa đến phải không? Và báo cáo cũng cho biết rằng bây giờ chúng ta có thể chứng kiến một làn sóng thứ hai của chiến dịch này. Các nhà chức trách do nhà nước bảo trợ để đánh cắp Bitcoin và các loại tiền tệ ảo khác như một phương tiện trốn tránh các biện pháp trừng phạt để lấy các đồng tiền cứng để tài trợ cho cái chế độ này. Tuy nhiên người thì Bắc Hàn họ cũng quá thông minh hả? Họ biết rằng bị cấm vận, bị có thể nói là đủ thứ chuyện, bị trừng phạt, thì bây giờ họ lại đầu tư vào cái này để đi đâu đổi tiền cũng dễ dàng phải không? Quá, cũng hay quá. Và Bitcoin được coi như là một cái khối đầu tư, thưa anh. Giống như lâu giờ chúng ta đầu tư vào vàng, đầu tư vào bạc hay đầu tư vào chứng khoán thì Bitcoin cũng là như vậy. Tuy nhiên thì việc mà trốn thuế hay các tổ chức rửa tiền sử dụng Bitcoin để làm ngoại tệ chia sẻ giữa các quốc gia với nhau thì trong tương lai sẽ không còn nữa, bởi vì là theo như bên phía là tin tức cho biết đó, thì cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ IRS cũng đã yêu cầu rất nhiều những sàn giao dịch khác nhau, người ta phải bắt buộc đưa ra những thông tin
của những trương mục có giao dịch trên 14.000 đô la để họ xem thử, họ hiểu để điều tra xem thử đây có phải là rửa tiền hay không. Như anh biết, việc chuyển tiền giữa các quốc gia mà không được sự thông qua của chính quốc gia đó được coi là một hành động phạm pháp. Kính thưa quý vị, trở lại trong tuần lễ vừa qua, một trong những sự kiện quan trọng mà của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề cử đó là đề cử ông Jeffrey Freshman, một trong những thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đến thăm Bắc Hàn. Kính thưa quý vị, cuộc diễn ra vào từ hôm thứ ba cho đến ngày thứ sáu, và đây là một cái cuộc sự việc có thể nói là được đặt lên hàng đầu sự quan tâm của tất cả những giới chức ngoại giao của Liên Hiệp Quốc. Và khi đến tại Bắc Hàn trở về, ông cho biết, sau khi ông trở về từ Bắc Hàn, ông cho biết rằng cái vấn đề thế giới và cuộc khủng hoảng ở vùng vịnh là một trong những cái sự kiện quan trọng, là một trong những sự kiện mà có thể nói đưa đến tình trạng nguy hiểm nhất cho cái tình hình an ninh ở các quốc gia ở trong khu vực này. Trong cái cuộc viếng thăm này, ông đã có điều kiện gặp ông Ri Yong-ho, là một trong những người đảm trách về vấn đề ngoại giao của Bắc Hàn. Và hai bên đã gặp gỡ với nhau, đặc biệt là trong một cái không khí rất là căng thẳng. Và những cái tuần lễ sau khi Bắc Hàn đã đưa ra vụ nổ bom đã cho thấy rằng tình trạng căng thẳng giữa tất cả các quốc gia ở trong khu vực, đặc biệt là cuộc thao duyệt quân sự của Liên minh Nam Hàn và Hoa Kỳ, đã đưa đến một tình trạng căng thẳng. Và theo lời như của ông Ri và ông Freshman cho biết là cái sự đồng ý giữa những cái hai nhân vật chủ chốt này diễn ra trong hiện tại cái tình hình mà có thể nói đã đến lúc đạt cái đến độ căng thẳng nhất và dẫn đến tình trạng nguy hiểm nhất cho đe dọa cho cái nền hòa bình trên thế giới. Và ông ta nói rằng đã đến lúc Liên Hiệp Quốc cần phải có những cái lời sự việc làm việc thông cảm và đến trao đổi với Bắc Hàn để làm sao chúng ta có thể giữ được cái tình trạng hòa bình ở khắp thế giới mà hiện nay chúng ta đang có. Đó là một vài sự kiện mà sáng nay Cà Phê Sáng chúng tôi gửi đến. Ở trong phần tư của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ nói đến một vài sinh hoạt của cộng đồng, và đặc biệt là quý vị vừa thấy lễ đón mừng Giáng sinh của Lido Sài Gòn TV, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.